One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Võ Nguyên Giáp, cái tên đã làm tốn vô số giấy mực của các sử gia và các nhà bình luận quân sự trong hơn nửa thế kỷ này. Đặc biệt, hình ảnh của ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hàng ngàn bài báo, hàng trăm bài phân tích và sách báo đã ra đời để giải thích cho thất bại của người Pháp. Để rồi họ nhận ra rằng tài năng và tầm nhìn chiến lược của tướng Giáp lớn hơn thế rất nhiều. Những hồi chuông báo tử của người Pháp tại Đông Dương không cần đợi đến khi những đội quân của họ chật vật tại Điện Biên Phủ. Mọi thứ được định đoạt từ tận cuối năm 1953, đầu năm 1954, khi mà kế hoạch Nava thất bại. Điện Biên Phủ chỉ là dấu chấm cuối cùng cho một bản hùng ca tráng lệ của nhân dân Việt Nam, được đạo diễn bởi người nhạc trưởng tài ba Võ Nguyên Giáp. Vậy thì kế hoạch Nava đã bị tướng Giáp vứt vào sọt rác như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Xé mảnh Đông Dương. Năm 1953, sau 8 năm đổ quân vào tái chiếm Đông Dương, từ chỗ tuyên bố đánh bại Việt Minh, nước Pháp giờ đây đang xa lầy và phải tìm một lối thoát trong danh dự. Bài toán tập trung và phân tán lực lượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biến Đông Dương thành cái hố đen không đáy, mặc dù có bao nhiêu tiềm lực cũng không thể đáp ứng đủ. Quân Pháp xa lầy và suy yếu nghiêm trọng, các chiến dịch liên tục bị thất bại. Số quân thiệt hại từ đầu cuộc chiến đã lên tới 390.000 quân, vùng chiếm đóng bị thu hẹp. Quân Pháp một mặt phải tập trung lực lượng để mong xoay chuyển tình thế, mặt khác thì lại phải lo phân tán quân để chiếm đất, giành dân, đối phó với du kích. Mâu thuẫn giữa hai chiến lược này ngày càng sâu sắc và không thể nào tháo gỡ. Trước tình hình đó, để cứu vãn tình thế, Pháp tranh thủ thêm viện trợ của Mỹ, tập trung mọi cố gắng đẩy mạnh chiến tranh hòng tìm ra một lối thoát trong thắng lợi. Viện trợ của Mỹ cho Pháp tăng vọt, chiếm gần 80% chiến phí của Pháp. Pháp cũng đề nghị Mỹ viện trợ 650 triệu đô cho niên khóa 1953 và được chấp nhận 385 triệu đô. Ngày 7 tháng 5 năm 1953, với sự thỏa thuận của Mỹ, Pháp cử tướng Henri Nava sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân viễn chinh của Pháp. Henri Nava là đại tướng 5 sao, 55 tuổi, đang phụ trách nhiệm vụ tham mưu trưởng cho Thống tướng Duin ở cơ quan phòng thủ OTAN, cơ quan thuộc NATO. Trái với những tuyên bố hùng hổ như Tassini trước đó khoảng một năm, Nava tới Đông Dương với một thái độ thận trọng và mang một vẻ lạnh lùng hơn thế rất nhiều. Ông bắt đầu đặt lại những vấn đề với quân đội Pháp tại đây và đã trình bày ra một bản kế hoạch mới, một lối đánh mới, nhưng vẫn hướng tới một mục đích cũ, đó là tìm lối thoát trong danh dự. Nava thấy rằng quân đội Pháp đang bị dàn trải quá mỏng và trở thành miếng mồi ngon cho những đơn vị du kích và cơ động của Việt Minh. Vì vậy, ông ta đề xuất tập trung lực lượng thành những nắm đấm chủ lực mạnh mẽ, giải quyết từng khu vực của Việt Minh một. Kế hoạch này sẽ được chia làm hai bước. Bước 1, giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, tập trung một lực lượng cơ động lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, đối phó với các cuộc tiến công của quân đội Việt Minh, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam, nơi có lực lượng yếu hơn so với miền Bắc, nhổ bật các cứ điểm lực lượng Việt Minh ở đây. Bước 2, sau khi đã hoàn thành những mục tiêu trên, sẽ dồn toàn lực ra Bắc, chuyển sang tiến công chiến lược trên chiến trường chính và sẽ giành được một thắng lợi lớn về quân sự, buộc Việt Minh phải chấp nhận điều đình theo những điều kiện của Pháp. Nếu khước từ, quân cơ động chiến lược của Pháp sẽ tập trung mọi nỗ lực loại trừ chủ lực quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện được kế hoạch này, Pháp cho tiến hành xây dựng và tập trung lực lượng cơ động lớn, mở rộng quân đội bản địa, quân đội quốc gia Việt Nam của Bảo Đại, càn quét bình định vùng kiểm soát. Nước Pháp khi đó cũng dốc túi, đáp ứng mọi nhu cầu mà Nava đưa ra. Họ cấp thêm cho ông 9 tiểu đoàn tinh nhuệ, tăng cường bắt lính và phát triển quân đánh thuê bản xứ, chuyển quân từ các chiến trường khác, tập trung về đồng bằng Bắc Bộ lên tới 84 tiểu đoàn. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đang can thiệp sâu hơn vào Đông Dương. Họ chấp nhận lo khoản chi phí cho kế hoạch này lên tới 400 triệu đô,
bao gồm vũ khí, xăng dầu, v.v. Đây là một số tiền khổng lồ khi đó. Để các bạn dễ hình dung, thì trong 4 năm, từ năm 1950 đến năm 1954, viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc cho Việt Minh chỉ rơi vào khoảng 23 triệu đô, tức là gấp tới gần 20 lần tổng viện trợ mà Việt Minh nhận được từ Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa. Tổng quân số của Pháp là 445.000 người, gồm 146.000 quân Âu Phi và 299.000 quân đánh thuê bản xứ của lực lượng quốc gia Việt Nam, đông gần gấp đôi quân đội Việt Minh với khoảng 250.000 người. Không những vậy, đến khi này, Việt Minh dù đã nhận được viện trợ nhưng vẫn là một đơn vị thuần bộ binh đơn giản. Pháo binh thì vẫn đang trong quá trình xây dựng. Hỏa lực mạnh nhất mà họ có chỉ là sơn pháo, bazooka và một số loại bom mìn. Quá ít và yếu so với 25 tiểu đoàn pháo binh và 10 trung đoàn cơ giới của Pháp. Chưa kể là người Pháp còn làm chủ bầu trời với lực lượng không quân. Đứng trước dòng chảy quân số và vũ khí gần như vô tận của Pháp và Mỹ, Việt Minh đang phải chịu một sức ép rất khủng khiếp. Vậy nhưng đó là với đa phần các tướng lĩnh lúc đấy thôi, còn với tướng Giáp thì không. Dù còn chưa đánh trận nào, ông đã nhận định rằng Pháp chắc chắn sẽ bại. Ông không sợ vì ông biết cách đánh, ông biết đặt ra những bài toán hóc búa khiến người Pháp không thể nào giải nổi. Tướng Giáp nhận định rằng kế hoạch Nava ra đời trong hoàn cảnh bị động, trong thế thua nên nó chưa được đầy rẫy mâu thuẫn và nảy sinh mầm mống thất bại ngay từ đầu. Nắm được sự mâu thuẫn này thì quân Pháp thất bại là không thể tránh khỏi. Kế hoạch Nava nghe thì có vẻ rầm rộ, mới lạ, nhưng thực ra vẫn là bình cũ rượu mới. Nava vẫn đang bị xoay như trong chóng và không thể thoát ra được bài toán về tập trung và phân tán lực lượng của tướng Giáp. Pháp muốn rút hết quân về đồng bằng, nhưng làm thế nào để về được tới đồng bằng thì Nava lại không nói. Pháp muốn tấn công chiến lược, bẻ gãy các đơn vị chủ lực của Việt Minh. Thế nhưng những đơn vị chủ lực đó thực sự ở đâu thì Nava cũng không biết. Vì thực chất, Nava vẫn đang áp dụng tư duy của một cuộc chiến tranh quy ước và một cuộc chiến tranh nhân dân mà thôi. Cuối tháng 8 năm 1953, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo với Tổng quân ủy một bản kế hoạch tác chiến với 4 nhiệm vụ như sau. 1. Đẩy mạnh chiến tranh du kích ở địch hậu, phá tan âm mưu bình định của Pháp, phá kế hoạch mở rộng quân bản xứ. 2. Bộ đội chủ lực dùng phương thức hoạt động thích hợp, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực của địch, có thể tác chiến lớn trên chiến trường đồng bằng để rèn luyện bộ đội. 3. Có kế hoạch bố trí lực lượng tiêu diệt địch khi chúng đánh ra vùng tự do. Và 4. Tăng cường hoạt động lên hướng Tây Bắc, Lai Châu, Thượng Lào và các chiến trường khác để phân tán chủ lực của đối phương. Hay nói đúng hơn, tướng Giáp đang chuẩn bị kế hoạch xé mảnh quân Pháp tại Đông Dương, khiến chúng rút không được mà ở cũng chẳng xong. Mở một loạt các chiến dịch tại nhiều vùng để phân tán binh lực của địch, không cho quân Pháp co cụm, tạo thành một lực lượng cơ động đủ mạnh để xoay chuyển tình thế. Các hướng được phân tán và bố trí như sau. Phía Tây Tây Bắc và Thượng Lào là hướng chính, do Đại đoàn 316 và Trung đoàn 148. Ngoài ra, còn một số đơn vị của Pathet Lào giải phóng vùng Tây Bắc và tỉnh Phong Sa Lì. Hướng này do tướng Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân đảm trách. Mặt trận Trung Du, Đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực của Liên Khu 3 sẽ chiến đấu thu hẹp phạm vi chiếm đóng của Pháp, đánh phá giao thông, phá hủy các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không ở khắp các vùng tạm chiếm từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đến chiến trường Lào và Campuchia, sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích, buộc Pháp phải căng mỏng lực lượng đối phó. Mặt trận hữu ngạn Liên Khu 3, vùng Trung và Hạ Lào có hai đại đoàn chia làm hai thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận đánh vào vùng địch hậu, lực lượng còn lại phối hợp với Pathet Lào mở rộng đất đai, đánh thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. Tại đây sẽ thành lập bộ chỉ huy mặt trận Trung và Hạ Lào. Mặt trận Tây Nguyên có các trung đoàn chủ lực của Liên Khu 5 sẽ chiếm bàn đạp Bắc Tây Nguyên, phá kế hoạch củng cố và bình định Nam Việt Nam của Pháp. Thế nhưng, tất cả chỗ này chỉ là để làm nền mà thôi, khi đây chưa phải những đơn vị mạnh nhất của Việt Minh, mà chỉ là đơn vị tại chỗ mà thôi. Tại sao đánh chiếm những vị trí chủ lực nhất của Pháp mà tướng Giáp vẫn chưa tung các con bài chiến lược của mình ra? Liệu có phải ông đang chọn những vị trí và thời điểm quân Pháp yếu nhất để tấn công hay không?
Với bộ óc tinh anh và những tính toán như đọc được suy nghĩ của tướng Nava, tướng Giáp đã có những đòn xuất quỷ nhập thần khiến Pháp không tài nào đỡ nổi. Ông cho tấn công vào các vị trí trọng yếu của Pháp, nhưng không phải chỉ để tiêu diệt chúng, mà muốn dụ cho Nava phải đưa những đơn vị cơ động mạnh nhất lên đây và diệt chúng ngay trên đường tiếp viện. Một liên hoàn kế điệu hổ ly sơn và công đồn đả viện khiến Nava không tài nào đỡ nổi. Đây chính là bước tạo đà cho trận Điện Biên Phủ. Nava vẫn đang bị xoay như trong chóng và phải đánh theo cách mà Việt Minh muốn mà thôi. Những đòn điều binh khiển tướng đầy ảo diệu của tướng Giáp sẽ khiến cục diện xoay vần ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ở phần sau của video nhé! Đông Dương hấp hối. Hướng Tây Bắc, Thượng Lào. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, sau 20 ngày hành quân liên tục, những bước đầu tiên dụ hổ khỏi hang đã chính thức bắt đầu. Nếu không có mồi ngon thì sẽ không câu được con cá lớn, nên tướng Giáp đã để đại đoàn 316 làm miếng mồi để Pháp chắc chắn rằng Việt Minh đang xa lưới. Quân Pháp được tin đại đoàn 316 xuất hiện ở Tuần Giáo, Điện Biên, trực tiếp uy hiếp Lai Châu. Họ đã tức tốc thực hiện cuộc hành binh Pollock, đưa toàn bộ lực lượng từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Lực lượng chính quy của vùng tác chiến Tây Bắc, Zono, tương đương với 3 tiểu đoàn, đóng tại thị xã Lai Châu, sẽ được lập tức không vận về Mường Thanh bằng máy bay. Binh đoàn biệt kích không vận hỗn hợp GCAM bảo vệ cho lực lượng chính quy rút lui xong, sẽ đi theo đường Pavi, nối liền Lai Châu với Điện Biên Phủ. Lê Quảng Ba và Chu Hy Mân bắt đầu răng thiên la địa võng đưa quân Pháp vào trong. Hai ông đưa tiểu đoàn 439 của trung đoàn 98 tiến gấp lên phía Bắc chiếm thị xã Lai Châu. Một tiểu đoàn khác dừng lại ở Tuần Giáo đề phòng quân Pháp nhảy dù tập kích phía sau và hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Còn lại, đại bộ phận của đơn vị tiến về con đường Lai Châu - Điện Biên Phủ. Thời gian ấn định giải phóng Lai Châu là đêm ngày 10 tháng 12. Nửa đêm ngày 10 tháng 12, đúng giờ G, tiểu đoàn 439 bất ngờ xuất hiện như từ dưới đất trồi lên, tấn công đồn Paham, cách thị xã Lai Châu 32 km. Quân Pháp bị đánh bất ngờ và đang bị áp đảo. Họ chỉ cầm cự được khoảng nửa giờ rồi bỏ chạy. Ngày 12 tháng 12 năm 1953, quân đội Việt Minh tiến vào thị xã Lai Châu sau gần một thế kỷ nằm dưới sự đô hộ của người Pháp. Về phía Pháp, để hỗ trợ cho cuộc hành quân Pollock, Pierre Langlais nhận được lệnh phải đổ quân gấp binh đoàn không vận số 2 tăng cường, gồm có tiểu đoàn dù Lê Dương số 1, tiểu đoàn dù Việt Nam số 5 và tiểu đoàn dù số 8 xung kích, hai cụm pháo 105 ly với 4 máy bay ném bom B-26 Invader và hai máy bay trinh sát yểm trợ, đi theo đường Pavi lên Mường Pồn, đón các đơn vị còn lại từ Lai Châu rút về. Với số lượng những đơn vị và phương tiện được huy động, đây không còn là một cuộc hành binh nhỏ như kế hoạch ban đầu. Và đây chính là điều mà tướng Giáp mong muốn, dàn mỏng đơn vị cơ động của Pháp. Ngay từ những bước chân đầu tiên hạ cánh xuống khu vực xung quanh Điện Biên Phủ, lính Pháp đã được chào đón nhiệt tình bằng các tiểu đoàn cơ động của Việt Minh. 3 tiểu đoàn dù và 3 đại đội biệt kích Thái ở Mường Vồn bị chôn chân không thể di chuyển, phải gọi cả không quân yểm trợ nhưng vẫn không ăn thua. Phóng viên chiến trường Bernard Forn đã rất bất ngờ trước trình độ tác chiến của Việt Minh. Ông có nói: theo tường trình trong báo cáo của binh đoàn không vận số 2, thì Việt Minh không có máy bay quan sát cũng như những đơn vị tuần tiễu điều chỉnh đường bắn, vẫn thành công trong việc bố trí họng pháo cách nơi những lính dù vừa hạ trại 500m và dội đạn xuống họ một cách cực kỳ chính xác. Chỉ trong ít phút, họ đã phải chịu đựng những tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Chúa ơi! Từ chiều ngày 13 tháng 12 năm 1953, cuộc truy lùng quân Pháp diễn ra trên tất cả các hướng. Đại đoàn 316 chia làm nhiều nhóm đuổi theo quân Pháp hàng trăm km đường rừng suốt ngày đêm, kết hợp tiến công và vừa kêu gọi đầu hàng. Cuộc tấn công và truy kích diễn ra trong suốt 2 tuần. 25 đại đội của Pháp đã bị tiêu diệt trên mặt trận Tây Bắc. Lực lượng Việt Minh đã gần như tàng hình trước máy bay trinh sát và sau đó thì lại tung một đòn xuất quỷ nhập thần khiến quân Pháp không tài nào đỡ nổi. Hướng Trung và Hạ Lào.
từ cuối tháng 11 năm 1953, cùng với cuộc tiến quân lên Tây Bắc, một cánh quân khác của quân đội Việt Minh cũng lên đường tiến xuống Trung và Hạ Lào. Theo kế hoạch ban đầu, ngày 23 tháng 12, Trung đoàn 66 nổ súng tiến công cứ điểm Mụ Dạ, mở màn chiến dịch này. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra vào sáng ngày 20, khi phía Việt Minh và Pathet Lào bất ngờ chạm trán một tiểu đội lính Âu Phi đi tuần tra. Cuộc chạm trán diễn ra chóng vánh, bắt sống cả 5 lính. Theo lời khai của những tù binh này, thì tiểu đoàn cơ động Algeria số 27 và một đại đội pháo 105 ly đang gấp rút xây dựng một cứ điểm ở khu vực cầu Kham He. Phía Việt Minh nhận định rằng, nhân lúc chỗ đứng chân của Pháp chưa vững, thay vì phục kích, chuyển sang tập kích tiêu diệt tiểu đoàn Âu Phi ở cứ điểm Kham He. Đến đêm ngày 21, trung đoàn 101 bí mật tiếp cận mục tiêu và nổ súng tấn công. Các phân đội hiệp đồng đúng theo kế hoạch, thọc sâu vào giữa đồn rồi tỏa rộng trên các quân Pháp, phối hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào. Gần sáng, trận đánh kết thúc, hầu hết lính thuộc tiểu đoàn Algeria số 27 và đại đội pháo 105 ly bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội Việt Minh thu ở Kham He rất nhiều vũ khí, quân trang quân dụng, trong đó thì có 4 khẩu lựu pháo 105 ly vẫn còn nguyên vẹn cùng với 1.000 viên đạn pháo. Đêm ngày 23 tháng 12, theo kế hoạch, trung đoàn 66 mở cuộc tấn công vào khu vực then chốt ở Trung Lào cùng cứ điểm Mụ Dạ, Ba Chào. Tin thất thủ ở Kham He, Kham A làm cho quân Pháp ở cả hai nơi này đều phải rút chạy. Cuộc công đồn biến thành truy kích. Trung đoàn cắt đường rừng, vượt sông, bắt kịp quân Pháp ở ngã ba Nakacham, tiêu diệt một số lượng lớn. Trung đoàn 66 tiến công đồn Pa Quậy, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Ma Đốc và đại đội Lào tại đây. Cũng trong hai ngày 23 và 24 tháng 12, một đơn vị quân đội Việt Minh tiến công lại sao Cầm Cớt, diệt một loạt các vị trí, dọn đường số 12, chiếm luôn thị xã Nhò Mà Rát, tiến vào Thà Khẹc, kiểm soát toàn tỉnh Khăm Muộn. Phòng tuyến Trung Lào của Pháp đã tan vỡ, Đông Dương giờ đây đã bị cắt đôi. Đông Dương thất thủ. Nava không còn cách nào khác là phải điều bớt các đơn vị cơ động đã có ở Đồng bằng Bắc Bộ đi cứu những nơi khác. Vào cuối tháng 12 năm 1953, quân Pháp ở Trung Lào đã lên tới 26 tiểu đoàn, trở thành nơi tập trung quân lớn thứ 3 trên chiến trường Đông Dương. Như vậy, Nava buộc phải phân tán khối cơ động 3 nơi, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc và Trung Lào. Kế hoạch Nava tập trung quân cơ động thành quả đấm thép, giành chiến thắng quyết định như dự kiến ban đầu đã phá sản. Nhiệm vụ còn lại bây giờ là phải giải phóng càng nhiều vùng đất và đánh tiêu hao Pháp càng nhiều càng tốt. Lúc Nava điều bớt lực lượng tới Trung và Hạ Lào, thì cũng là lúc mà Tây Nguyên, Liên Khu 5 và cả khu vực sông Hồng bắt đầu rực lửa. Tại Tây Nguyên, đêm ngày 26 tháng 1 năm 1954, tướng Nguyễn Chánh chỉ trong vòng một đêm đã tung hai trung đoàn 108 và 803 cùng với hai tiểu đoàn chủ lực độc lập đã san phẳng hệ thống phòng ngự Bắc Tây Nguyên. Bắc Tây Nguyên đứng trước nguy cơ vỡ tan trong khi quân Pháp không còn quân cơ động để phản ứng lại. Đầu tháng 2 năm 1954, bộ đội Liên Khu 5 đã chiếm thị xã Kon Tum, kiểm soát cả vùng Bắc Tây Nguyên. Nava lại phải tiếp tục hoãn các cuộc hành quân ở các nơi khác và điều bớt các tiểu đoàn cơ động tới đây. Tại đồng bằng sông Hồng, vào tháng 1 năm 1954, đại đoàn 320 tiến công chọc thủng phòng tuyến sông đáy, nối liền các khu căn cứ Thanh Liêm thuộc Hà Nam, Ý Yên thuộc Nam Định với vùng tự do ở đồng bằng Liên Khu 3. Sau đó, đại đoàn đã tiến sâu vào đồng bằng Bắc Bộ. Các tiểu đoàn địa phương tỉnh và dân quân du kích tiến công trên khắp các vùng quan trọng, phát triển các khu du kích, mở rộng cơ sở cách mạng. Hầu hết đường giao thông thủy bộ, đường sắt của Pháp đều bị đánh phá. Tại khu vực Bình Trị Thiên, Pháp cũng đang lầm nguy khi những đơn vị Việt Minh đang đánh những đòn xuất quỷ nhập thần vào thẳng những trung tâm đào tạo lính bản địa quan trọng nhất. Có thể nói rằng 9 phần 10 trong tổng số 82 tiểu đoàn cơ động chiến lược và chiến thuật của Nava đã phải phân tán khi trận đánh chính thức còn chưa nổ ra. Quân đội Việt Minh đã ghim chân quân Pháp trên khắp các chiến trường. Nava không còn gì nhiều để cứu nguy cho con nhím Điện Biên Phủ nếu nó bị bao vây. Tất cả đều đã chín muồi cho trận đánh quyết định của quân đội Việt Minh. Cho tới cuối cùng thì không chiến thắng cũng chẳng danh dự.
Với sự đạo diễn của đại tướng Võ Nguyên Giáp, Pháp đã bị xoay như trong chóng, cho tới cuối cùng là chẳng đi tới đâu cả. Trong suốt cuối năm 1953, đầu năm 1954, tướng Giáp đã chơi trò mèo vờn chuột với nước Pháp. Cho tới chiến dịch Điện Biên Phủ là khi con chuột đã mệt nhừ và chỉ chờ cho vào miệng mà thôi. Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ là những nốt nhạc cuối cùng của một bản hùng ca được tướng Giáp biên soạn. Một bản hùng ca độc lập cho một dân tộc nằm giữa ách đô hộ gần 100 năm của chế độ thực dân.